Hồi nãy có chiêu thực chặt rất là nhiều. Và đây là căn nhà của tôi. Thì chúng ta sẽ đi thẳng tính một vòng xem nó có bị ma gì không nhá. Nơi nào thì vẫn an toàn. Mà thế cũng bị an toàn. Ở chỗ này vẫn an toàn. Nhưng mà hai thầy công cụ chạy liên hồi đi. Rất là đáng sợ. Nó được chạy khi có ai bật thôi. Thì đây là căn nhà của tôi. Tao sẽ đi cho nó bên này cho chắc chắn. Căn nhà có từ nơi mà tổ ong. Các bạn nhìn đi. Đây, ơi. Đây là căn nhà của tôi. Nó rất là đẹp và huyền bí. Bí ẩn lắm các bạn. Chúng ta sẽ đi ra bên kia rồi nhé. Rồi đi bên này cho an toàn. Thì bây giờ nó sẽ sang bước đậu chèn chó cha của nó sẽ như thế nào nhá. Một động của nó tăng lên gấp đôi rồi các bạn, hãy nhìn đi. Mà trời rất là nắng và tôi chảy mồ hôi rồi, không còn niềm hy vọng gì nữa rồi. Mà giờ nắng thì tôi cũng chấp nhận, nhưng mà hãy nhìn đây là căn nhà của tôi. À, tôi đã xây lại nó vì nó quá là cũ. Bây giờ cởi ra cho nó thoáng chứ nhé. Các bạn ơi, tôi nè là Lương Hàm Dương đây. Bài là sản năng không gặp các bạn. Nhưng nhìn tôi trẻ lắm đấy. Các bạn nhìn tôi trẻ không? Trẻ mà. Tôi đã đi phẫu thuật da đấy. Và tôi là một đứa trẻ. Da tôi mịn mà như một đứa trẻ luôn. Thì tôi là đứa trẻ này bị tôi lùn. Ngôi nhà tôi rất là thoáng. Rất là đẹp nha. Các bạn nhìn nè. Đây là bác tôi đang làm việc. Chiêu bác ơi. Còn đừng quay đấy. Quay bác. Bác. Chào mỡ ăn. Ui, con chờ bác nghe. Bây giờ tôi sẽ đi thám thính. Và bác có thấy căn nhà nào phù hợp với bác không vậy? Căn nhà này rất hợp lý, đẹp, thoáng mát, có Con nhiều cây cũng. xanh. Nhưng mà con là không thể thoảng lắm. Vì bây giờ nó cũng chưa xong. Đây bác, bây giờ bác đừng xây ở ngoài nữa, xây ở trong nhà, sơn tường, sau đó xây cây cối ở đây đi là hết hết vần, mà bác có phải xây lâu. Căn nhà đang hoàn thiện nó sẽ được Đẹp hơn. đẹp hơn trong 1 tháng nữa. Mọi người hãy chờ đợi nhé. Chờ đợi trong video hôm sau nha. Nếu các bạn muốn chờ đợi video hôm sau, hãy đăng ký kênh của bọn tôi nha. Và tôi cũng muốn các bạn đăng ký kênh và đăng like cho bọn tôi. Đây là nhà của tôi ở dưới quê. Và tôi cũng có mấy rất nhiều bạn. Và tôi muốn căn nhà này rất là thoáng nhá. Các bạn thấy nó thoáng thì hãy đăng ký kênh cho tôi nha. Nếu các bạn muốn đăng ký kênh, hãy ấn like và nhiều video hấp dẫn của chúng tôi. Thì bây giờ các bạn có thể đi tham quan ngôi nhà mới và xem những ngôi nhà mới thật mới nhá. Khi nào tôi về quê mà căn nhà đã hoàn thiện, tôi sẽ cho các bạn nhìn căn nhà mới nhất của chúng tôi. Và bây giờ bác tôi đang đi đâu đó rồi. Bác Chán ơi, bác trong phòng mà hay ở đâu đấy? Trong phòng mà. Bác thay cái áo mới ra, bố dòng bố con cực. Cứ mặc cái quần cũ là thay cái quần mới ra đấy. Đây là bác tôi. Và đây là tôi. Sau lúc hỏi bác xong thì tôi sẽ đi hầm gió. Đây là ngồi đây ngắm cảnh. Hôm nay đi thăm dò rất là mệt luôn đó các bạn. Chỗ này rất là nóng. Và tôi cũng rất thích nuôi mèo và chó. Thì bây giờ tôi đặt cho nó một cái tên rất là đặc biệt. Ừ, bắt nó ở trong phòng này nhỉ. Và đặc biệt hơn là chỉ có một lúc là 2 giờ đã lên 100 giờ. Thì giờ đi rất nhanh đấy các bạn.
bơi rất là dễ, rất là nhanh đấy các bạn nhé. Của ai thích video của chúng tôi không nhỉ? Có thể đăng ký kênh đó các bạn. Hãy ấn vào những video của chúng tôi. Hãy in hình ngón tay của bạn vào đây. Bạn in xong rồi, thì hãy đăng ký kênh cho ngôi nhà của tôi khi xong. Các bạn có thể nhìn nó đẹp thế nào. Còn nếu không xong, hình như bắt tôi nào một trục trặc gì đó. Bắt ơi, nói đi. Bây giờ căn nhà xong bác sẽ xây như thế nào nữa? Tôi sẽ làm vườn, tôi sẽ làm bếp. Thế bác còn muốn làm thêm gì đó không nhỉ? Bác trả rồi, bác làm cái sân, bác làm ít thôi để còn đi xe đạp ở đấy nữa. Bác đập ít thôi, một khu vườn xong mà bác xây còn một bên, rồi một bên là đất đi thì con đi xe đạp một bên đất, một bên là để bác ngắm cảnh hoàn thiện hơn. Ở đây là ông tôi đang xây nhà đấy, và đây là tôi đang ở quê, tôi ở đây được mấy một ngày thì bây giờ là hai ngày của tôi. Hai ngày chị tôi đã đi sang nhà bạn của chị thôi. Là dì của tôi cũng bằng hơi bằng tuổi chị thôi, mà bà đã thi đại học rồi thì rất là giỏi. Và thêm một dì Hoa, một dì Hoa nữa. Còn bố mẹ tôi bây giờ chưa về đâu, thế nào hết tháng thì mẹ của tôi sẽ về đấy. Bây giờ chúng ta sẽ